Sau khi bị loại ở cúp quốc gia, câu lạc bộ Hà Nội chỉ còn một mục tiêu duy nhất ở sân chơi quốc đội mùa này chính là lên ngôi vô địch tại V-League 2023. Muốn làm được điều đó, đội quân của huấn luyện viên Bandovic buộc phải thắng Bình Định để cân bằng điểm số với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Lợi thế cho câu lạc bộ Hà Nội là họ được thi đấu muộn nhất ở vòng một giai đoạn 2 V-League với việc Thanh Hóa thua không, một trước Nam Định và câu lạc bộ Công an Hà Nội bị cầm hòa mở ra cơ hội cho câu lạc bộ Hà Nội từ khi các giải quốc đội trở lại hồi tháng 4 câu lạc bộ Hà Nội thi đấu phập phù, không duy trì được sự ổn định. Trải qua tổng cộng 10 trận thì có đến 8 trận họ không giữ sạch lưới. Hà Nội FC mới trải qua chuỗi 2 trận thất bại ngay tại hàng đấy. Mới nhất, đội quân của huấn luyện viên Bandovic đã để Việt theo loại ở vòng 1-8 cúp quốc gia. Trước trận đấu này, đội đương kim vô địch còn thua sông Lam Nghệ An với tỷ số 0, một ngay trên sân nhà, ở vòng 13 V-League, kết thúc giai đoạn 1. Câu lạc bộ Hà Nội đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 22 điểm, kém hai đội xếp trên. Thanh Hóa và Công an Hà Nội lần lượt 1 và 2 điểm. Lúc này, đội bóng thủ đô chỉ còn mục tiêu duy nhất bảo vệ chức vô địch V-League. Nếu muốn hiện thực hóa được tham vọng này, Hà Nội FC bắt buộc phải có sự khởi đầu tốt trong cuộc tiếp đón Bình Định ở vòng một giai đoạn 2. Lợi thế cho câu lạc bộ Hà Nội là cả hai đội bóng xếp trên họ là Thanh Hóa và Công an Hà Nội đều không có kết quả tốt. Cụ thể, trong trận đấu sớm tại vòng một giai đoạn 2 V-League trên sân nhà Thanh Hóa, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã nhận thất bại không? Hai trước Nam Định. Trong khi đó, Công an Hà Nội để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 1, 1 trên sân nhà. Hà Nội đang có 22 điểm, khó ít hơn đội dẫn đầu là câu lạc bộ Công an Hà Nội đúng 3 điểm. Do đó, nếu có chiến thắng trước Bình Định, đội bóng thủ đô sẽ vượt lên xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, thậm chí là dẫn đều đến có chiến thắng đậm từ 4, không trở lên trước Bình Định. Lúc này, việc thiếu văn quyết trong suốt một thời gian dài đã ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô đang thiếu đi một cầu thủ có khả năng xuyên phá cũng như giải quyết những tình huống trong vòng cấm địa. Trong hai trận đấu với Sông Lam Nghệ An và Việt Theo mới đây, bộ ba tân binh, Keon, Zeveteovic và Musaev vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn. Dứt điểm yếu kém cũng được xem là phần nguyên nhân khiến Hà Nội FC không có được kết quả tốt trong hai trận đấu vừa qua. Trước khi chờ Văn Quyết trở lại trong chuyến làm khách tại Hà Tĩnh ở vòng 2, câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải đặt kỳ vọng vào sự hòa nhập nhanh của các ngoại binh mới. Tất nhiên, trước mắt họ tiếp tục sẽ là một trận đấu không dễ dàng. Thực tế, Bình Định chưa bao giờ là đối thủ dễ sơi của Hà Nội FC. Ở giai đoạn 1, Hà Nội FC đã từng nếm trải thất bại 1-3 trên sân Quy Nhơn của Bình Định và sẽ không có gì là bất ngờ nếu Bình Định tiếp tục gây ra những khó khăn cho đội bóng thủ đô ở trận đấu này. Về phía đội khách, Bình Định đang trải qua chuỗi 4 trận bất bại. Mới nhất, Bình Định vừa đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 2, 1 để giành quyền vào chơi bán kết cúp quốc gia 2023. Đội bóng đất võ đang có được sự thoải mái về mặt tinh thần trước chuyến hành quân gia hàng đẫy chạm chán với Hà Nội FC. So với mùa giải năm ngoái, Bình Định có sự suy yếu về lực lượng. Tuy nhiên, đội quân của huấn luyện viên Đức Thắng vẫn được đánh giá là một đối thủ khó chơi với bất kể đội bóng nào đặt tham vọng ở V-League. Ngoài việc sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ đẳng cấp, giàu kinh nghiệm, Bình Định cũng có trong tay cây săn bàn thượng hạng Rafaelson, chân sút người Brazil đang thể hiện phong độ ấn tượng khi dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới V-League với 12 pha lập công. Nếu muốn giải mã được Bình Định, Hà Nội FC cần phải khóa thành công Rafaelson. Ở chiều ngược lại, các chân sút của chủ nhà cũng phải tận dụng tốt hơn những cơ hội được tạo ra trước cầu gôn của thủ môn Đặng Văn Lâm. Xét về lịch sử đối đầu giữa Hà Nội FC và Bình Định tại sân chơi V-League, Hùng Dũng cùng đồng đội chỉ thắng 1 và nhận tới 3 thất bại trong số 4 trận chạm mặt Bình Định từ năm 2021 cho tới nay. Với phong độ trồi sụt khi không thắng tới 6 trong 8 trận mới đây tại mọi mặt trận, công thêm lịch sử đối đầu không ủng hộ, Hà Nội FC được dự báo sẽ rất khó khăn dù cho họ được chơi trên sân nhà đón tiếp Bình Định ở trận đấu này. Xét về lịch sử đối đầu giữa Hà Nội FC và Bình Định tại sân chơi V-League, Hùng Dũng cùng đồng đội chỉ thắng 1 và nhận tới 3 thất bại trong số 4 trận chạm mặt Bình Định từ năm 2021 cho tới nay. Với phong độ trồi sụt khi không thắng tới 6 trong 8 trận mới đây tại mọi mặt trận, công thêm lịch sử đối đầu không ủng hộ, Hà Nội FC được dự báo sẽ rất khó khăn dù cho họ được chơi trên sân nhà đón tiếp Bình Định ở trận đấu này. Xét về lịch sử đối đầu giữa Hà Nội FC và Bình Định tại sân chơi V-League, Hùng Dũng cùng đồng đội chỉ thắng 1 và nhận tới 3 thất bại trong số 4 trận chạm mặt Bình Định từ năm 2021 cho tới nay. Với phong độ trồi sụt khi không thắng tới 6 trong 8 trận mới đây tại mọi mặt trận, công thêm lịch sử đối đầu không ủng hộ, Hà Nội FC được dự báo sẽ rất khó khăn dù cho họ được chơi trên sân nhà đón tiếp Bình Định ở trận đấu này. Xét về lịch sử đối đầu giữa Hà Nội FC và Bình Định tại sân chơi V-League, Hùng Dũng cùng đồng đội chỉ thắng 1 và nhận tới 3 thất bại trong số 4 trận chạm mặt Bình Định từ năm 2021 cho tới nay với phong độ trồi sụt khi không thắng tới 6 trong 8 trận mới đây tại mọi mặt trận, công thêm lịch sử đối đầu không ủng hộ, Hà Nội FC được dự báo sẽ rất khó khăn dù cho họ được chơi trên sân nhà đón tiếp Bình Định ở trận đấu này. Từ chỗ chỉ toàn hòa và thua trong 5 trận liên tiếp, Bình Định đã thắng liên tiếp 3 trận để từ đó tạo ra một bầu không khí lạc quan nhất định trước khi bước vào chuyến làm khách tại Hà Nội. Sở hữu một đội hình chất lượng, giàu kinh nghiệm cùng sự thăng hoa trên hàng công của Rafael Bình Định có cơ sở để tin vào một chiến thắng trên sân của Hà Nội FC. Với 3 điểm ít hơn đối thủ, hẳn là câu lạc bộ Bình Định đang rất quyết tâm giành chiến thắng trước Hà Nội FC ở vòng đấu này. Điều đó sẽ giúp họ đuổi kịp Hà Nội trên bảng xếp hạng. Với cách biệt điểm số với nhóm đầu không quá lớn, cơ hội vẫn chưa hết với đội bóng đất võ. Và nếu duy trì được phong độ, họ hoàn toàn có thể lọt vào top cạnh tranh huy chương cuối mùa giải. Trong bối cảnh Hà Nội vẫn đang gặp những vấn đề về hàng công, đây là thời cơ để Bình Định phô diễn sức mạnh của mình trên sân đối phương. Đừng quên là ở mùa giải V-League năm ngoái, Bình Định từng hủy diệt Hà Nội FC với tỷ số 3, không ngay tại hàng đấy. Từ những phân tích trên chúng tôi dự đoán Bình Định sẽ có chiến thắng trước Hà Nội FC trong trận đấu ở vòng một giai đoạn 2 V-League 2023. Được biết trận đấu giữa Bình Định và Hà Nội sẽ diễn ra lúc 19h15 hôm nay 17 tháng 7 năm 2023. Theo bạn giữa Hà Nội và Bình Định đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định và bình luận của bạn dưới video này nhé. Nếu thay hay mong bạn hay like xe và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất xin cảm ơn và hẹn gặp lại